Sinh ra trong một gia đình nghèo tại xã An Hội, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, Gia Bảo sinh ra đã phải sống trong hoàn cảnh hết sức khó khăn. Không đất đai, cha mẹ phải làm thuê làm mướn đủ nghề, nhưng cuộc sống vẫn luôn thiếu trước, hụt sau. Thấu hiểu cuộc sống cơ cực của cha mẹ, Gia Bảo dù mới 13 tuổi nhưng đã biết giúp đỡ ba mẹ từ sớm. Không chỉ vậy, Gia Bảo còn chăm chỉ học tập, đạt nhiều thành tích xuất sắc. Trong nhà không có thứ gì đáng giá, nhưng những tấm giấy khen kẹp trên vách tôn đã dần phai màu mực, và những suất học bổng trên chiếc kệ cũ kỹ đựng sách vở của hai anh em Gia Bảo đã mang lại tinh thần, niềm hãnh diện cho cha mẹ em. Giờ mặn mướn ngày nào ăn ngày nấy à, nó không đắp cát gì trơn á, nó rồi ở cũng ở đậu. Bởi vì cũng nói hoài là nằm đêm nói hoài hả con, hồi đó cha mẹ mình cũng khổ gì đó. Ông ngoại cũng muốn cho đi học được. Bây giờ con cha mẹ gán lo cho con là ngày nào hay ngày nấy ấu vậy đó, mày không có được đi học. Bây giờ mày hối hận, Không riêng gì Gia Bảo mà còn hàng chục ngàn em học sinh ở các tỉnh thành Tây Nam Bộ có hoàn cảnh đáng thương, nhưng đều là những đứa con ngoan trò giỏi. Cái nghèo cái khổ cũng không thể ngăn được các em nỗ lực, luôn có ước mơ cháy bỏng để thay đổi cuộc sống mai sau, để cuộc sống tốt đẹp hơn. Khi mà cái điều kiện các em đôi khi là ví dụ như những nơi mà các em đến là lần này là ở thành phố Hồ Chí Minh, có những em có thể là các em có thể lớn lên luôn trong một hoàn cảnh khó khăn vậy, thì các em sẽ không có cơ hội để biết được thành phố Hồ Chí Minh thì nó nằm ở đâu và nó như thế nào, mặc dù là nó chỉ gói gọn trong một đất nước của Việt Nam mình thôi. Hiểu được nỗi lòng và cũng muốn tạo cho các em thực hiện phần nào đó những ước mơ của mình trở thành hiện thực, nên mùa hè năm nay, câu lạc bộ Đại sứ Hàn Việt, Trung tâm BSA, Hội Doanh nghiệp Hàn Việt Nam chất lượng cao cũng như câu lạc bộ doanh nghiệp dẫn đầu LBC tổ chức trại hè dành cho 100 em học sinh nghèo hiếu học như Gia Bảo. Đây là hoạt động góp phần bù đắp, khuyến khích cho những nỗ lực vươn lên của các em trong những năm qua. Đây là lần thứ 8 liên tiếp chương trình trại hè Đại sứ Hàn Việt Tí Hon được thực hiện. Chương trình diễn ra trong 3 ngày 15, 16 và 17 tháng 6 năm 2018 tại thành phố Hồ Chí Minh. Lần đầu tiên được tham gia hội trại, lần đầu tiên vượt khỏi làng xã, đặt chân đến thành phố Hồ Chí Minh, nơi phồn hoa đô hội, đã khiến cho các trại sinh không khỏi lạ lẫm, tò mò, háo hức và hồi hộp. Tham gia trại hè thì con cảm thấy đây là một trại hè rất bổ ích, tổ chức cho học sinh được vui chơi, được tham quan những điều mà học sinh có lẽ là chưa từng được biết. Sau này con sẽ cố gắng học tập tốt và vâng lời cha mẹ dạy bảo để mà có thể là con sẽ được đi chơi nhiều nơi hơn nữa. Có dịp các em được giao lưu cùng với các bạn ở các địa phương khác. Đồng thời các em còn có dịp để tham quan một số nơi, ví dụ như lên thành phố các em sẽ được tham quan Dinh Độc Lập, tham quan Đầm Sen, cùng một số nơi khác nữa mà các em chưa từng được đến. Bất ngờ đầu tiên khi tham gia hội trại lần này chính là việc các trại sinh nhận được sự quan tâm, động viên khích lệ tinh thần của 30 doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao. Các em còn nhận được nhiều phần quà giá trị và thiết thực. Mỗi phần quà dành cho các em đều là các sản phẩm của doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao, gắn liền với cuộc sống đời thường và việc học tập của các em. Những món quà mang theo niềm tin, những gửi gắm về sự cố gắng, nỗ lực hơn nữa của các em trong những năm học tới. Ấn tượng của các trại sinh trong ngày đầu tiên tham gia trại hè là việc được tham quan, trải nghiệm hoạt động sản xuất tại nhà máy của tập đoàn Thiên Long. Tại đây, sau khi nghe đại diện của tập đoàn Thiên Long giới thiệu về lịch sử hình thành, phát triển cũng như những dòng sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất, đoàn trại sinh đã được tham quan thực tế tại xưởng sản xuất. Trực tiếp nhìn thấy các cô chú anh chị công nhân làm việc, các em càng hiểu rõ hơn về quy trình sản xuất những chiếc bút bi, bút lông, đồ dùng học tập, v.v. Điều này sẽ giúp cho các em hiểu hơn về những khó khăn phức tạp và trân quý hơn những dụng cụ giúp cho các em trong quá trình học tập, từ đó có trách nhiệm gìn giữ. Nhờ chuyến tham quan nhà máy sản xuất Thiên Long thì con cũng đã biết thêm được nhiều thứ
và con đã biết được quá trình sản xuất của cây bút bi, nguyện vỡ thế nào, và con cũng sẽ cố gắng để làm sao cho giữ gìn nhiệm vụ học tập của mình tốt hơn. Và cũng khuyên các bạn nên biết giữ gìn nhiệm vụ học tập của mình. Chia tay tập đoàn Thiên Long, 100 học sinh nghèo hiếu học ở miền Tây Nam Bộ tiếp tục được tham quan công viên văn hóa Đầm Sen. Các đại sinh đã được chiêm ngưỡng những cảnh đẹp, tham gia vào nhiều trò chơi thú vị như xe lửa monorail, thủy cung, vườn cây xương rồng, vườn chim thú tự nhiên, băng đăng, v.v. Con cảm thấy rất là vui và con được tham gia chạy hè, được tham gia các trò chơi, được tìm hiểu thêm nhiều kiến thức và được kết bạn với nhiều người. Con cảm thấy rất là vui và được giải tỏa căng thẳng sau những kỳ thi căng thẳng. Là những người xuất thân từ những gia đình nghèo khó, việc bước chân vào những trung tâm thương mại hay các rạp chiếu phim là điều xa xỉ đối với hầu hết trại sinh năm nay. Nhưng tại trại hè này, các em lại có được sự may mắn khi được trực tiếp xem vở kịch Thiên Thần Nhỏ Của Tôi. Trại hè Đại sứ Hàn Việt Tí Hon năm nay ghi nhận sự đóng góp của nhiều nghệ sĩ, họa sĩ là những đại sứ Hàn Việt. Họ đã không quản ngại khó khăn để góp mặt, đồng hành xuyên suốt cùng trại sinh trong 3 ngày diễn ra. Với các trại sinh, việc được gặp các nghệ sĩ như Tuyết Thu, Kim Xuân, Đình Toàn, Quang Thảo hay họa sĩ Sĩ Hoàng đã giúp cho các em thêm sự hưng phấn vì được gặp trực tiếp, giao lưu với những nhân vật tên tuổi, có được chữ ký quý giá mà không bạn bè nào có được. Với những em mà có hoàn cảnh khó khăn như vậy thì không phải là một cái dịp vui chơi như vậy là các em có thường xuyên, có thể là suốt cả một cuộc đời của các em chỉ có một dịp như thế này thôi. Cho nên tụi Thu cũng cố gắng tranh thủ sắp xếp thời gian để đến với các em. Dấu ấn tại trại hè Đại sứ Hàn Việt Tí Hon năm nay còn được ghi nhận bởi chương trình Thắp Sáng Ước Mơ với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, các doanh nghiệp dẫn đầu thuộc câu lạc bộ LBC, doanh nhân thành đạt. Chương trình đã nhóm lên ngọn lửa yêu thương, lan tỏa từ những người thành công đến các trại sinh, tạo sự khát vọng để các em vươn lên, rèn đức luyện tài để trở thành những người có ích cho xã hội, góp công xây dựng nước nhà trong tương lai. Diễn ra chỉ trong 3 ngày, nhưng với các trại sinh, đây được xem là thời gian đẹp nhất. Một chuyến đi với nhiều kỷ niệm đáng nhớ, mang lại nhiều kiến thức thiết thực trong cuộc sống. Đó còn là những cơ hội mở rộng mối quan hệ bạn bè cùng trang lứa, là những bữa cơm thân mật, ấm cúng và gần gũi. Trại hè Đại sứ Hàn Việt Tí Hon lần thứ 8 chính là động lực, là ngọn lửa giúp các em bừng sáng trong tương lai.